tin Game Mobile được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần trên trang chủ của GameHub.vn. Và tuần cuối cùng của tháng 10 này, làng Game Việt có những thông tin gì hấp dẫn? Hãy cùng điểm lại với Phương Anh nhé! Nữ game thủ Việt muốn tặng váy cho cả bang bất lịch sự nhất server. Võ Lâm Minh Chủ tưng bừng ngày ra mắt. Anh em cùng hóng X-Hero, Game Mobile chiến thuật mới. Tưởng rằng con gái chơi game thì sẽ thường được các nam game thủ nâng niu giúp đỡ. Ấy thế nhưng câu chuyện mà Phương Anh sắp kể sau đây diễn ra ở S17 Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile lại đi ngược lại với nhận định này. Cụ thể là một nữ game thủ xinh đẹp của chúng ta đã bị các nam thanh niên trong một bang cùng server bắt nạt, khiến cho cô nàng vô cùng bức xúc, tuyên bố là sẽ gửi tặng váy cho tất cả các nam thanh niên trong bang này. Theo đó, sau khi sử dụng tính năng voice chat trên kênh Thế Giới, thì cô gái của chúng ta đã bị một số thành viên trong bang hội trên làm phiền. Chưa dừng lại ở đó, những game thủ này còn dùng nhiều lời lẽ khó nghe, mặc dù cô gái của chúng ta không đả động gì tới họ. Trong bài đăng của mình mới đây, cô có nói: "Các bạn có thích mặc váy thay quần không? Tiền thì không có, nhưng riêng về váy thì mình phải phát tặng cho mỗi thanh niên bên đó một cái dư sức. Thiết nghĩ các chàng trai của chúng ta nên nâng niu các bóng hồng hiếm hoi khi chơi game." Sau thành công của mùa giải đầu tiên thì Blue Bottle World 2016 đã trở lại với nhiều điểm mới mẻ. Sau khi trải qua thời gian ở vòng sơ khảo và vòng trung loại thì cuối cùng 10 sản phẩm xuất sắc nhất cũng đã chính thức lộ diện, bước vào vòng chung kết diễn ra từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 24 tháng 12 tới đây. Còn có tên gọi là giải thưởng chim xanh, Blue Bottle World là cuộc thi lớn nhất trong năm dành riêng cho giới lập trình game trên thiết bị di động. So với lần trước, sự kiện năm nay không chỉ dành riêng cho lập trình trò chơi mà còn mở rộng ra toàn bộ lĩnh vực ứng dụng trên di động. Hình thức thi cũng được đổi mới khi lần đầu tiên có sự tham gia tư vấn hỗ trợ, đồng hành và huấn luyện thí sinh của các chuyên gia tới từ Google và các studio công ty lớn tại Việt Nam. Có thể nói Blue Bottle World đã phát hiện và khuyến khích nhiều lập trình viên Việt Nam phát triển và sáng tạo hơn nữa. Tuyên bố là sẽ định nghĩa lại khái niệm game Võ Lâm. Võ Lâm Minh Chủ đến từ nhà phát hành VTC Mobile đã khiến cho các game thủ phải đứng ngồi không yên ngay từ khi đánh tiếng. Tựa game này thì vừa qua mặc dù đã rời ngày ra mắt từ ngày 24 tháng 10 sang ngày 26 tháng 10 khiến không ít game thủ phải tỏ ra phẫn nộ. Tuy nhiên phải công nhận rằng Võ Lâm Minh Chủ đã có một ngày ra mắt rất thành công với phiên bản Open Beta vừa qua. Về cơ bản, Võ Lâm Minh Chủ đi theo lối chơi nhập vai cày quốc kinh điển của dòng game Võ Lâm Truyền Kỳ. Tuy nhiên, game thủ chỉ được hỗ trợ tối đa 50% auto trong cày quốc game. Võ Lâm Minh Chủ sử dụng công nghệ tối tân độc quyền để tạo nên sự khác biệt. Việc sử dụng combo kỹ năng và đôi tay thần thánh sẽ có thể khiến đối thủ phải bỏ mạng ngay trên không, chân chưa chạm đất như phim kiếm hiệp. Về đồ họa, Võ Lâm Minh Chủ được quảng cáo sử dụng công nghệ Ultra HD tân tiến, đạt chuẩn hình ảnh 4K, thể hiện sự sống động và chân thực đến từng chi tiết. Cũng trong ngày 26 tháng 10 thì chúng ta được chào đón thêm một tựa game hấp dẫn khác đến từ nhà phát hành VTC Game, đó là Outstar, một tựa game thuộc thể loại casual music có cách chơi tương tự như Audition. Tuy nhiên điểm khác biệt của tựa game này là chúng ta có thể trổ tài ca hát. Outstar ở thị trường Trung Quốc thì có tên gốc là Sướng Vũ Đoàn. Tại đây thì game đã thu hút được một lượng người chơi tham gia rất đông đảo. Hy vọng là khi về Việt Nam thì game sẽ tiếp tục tạo được dấu ấn như thị trường bản địa. Được mệnh danh là game mobile hát hấp dẫn nhất tại thị trường Trung Quốc, Outstar cho phép người chơi được khoe tài năng ca hát của mình trực tiếp qua rất nhiều bản hit đình đám, những ca khúc bạn yêu thích với những giai điệu lôi cuốn ngay trên điện thoại của mình. Thao tác khi chơi Outstar thực sự đơn giản, với các phím ảo trên màn hình để bạn tha hồ chạm đến những bước nhảy quyến rũ theo tiết tấu bài hát. Nhìn chung sẽ chỉ mất vài phút để người chơi có thể làm quen và thành thạo trong thế giới của Outstar. X-Hero là tựa game mobile 3D thuộc thể loại chiến thuật cướp thành lấy bối cảnh châu Âu khá là mới lạ. Theo thông tin mới rò rỉ mà GameHub.vn vừa ngóng được, thì tựa game này đã được một nhà phát hành lớn ở Việt Nam mua về và dự kiến sẽ phát hành trên cả hai nền tảng thông dụng là iOS và Android. Chúng ta hãy cùng mong chờ nhé! Về cơ bản, gameplay của X-Hero được xây dựng dựa trên nền tảng game chiến thuật kinh điển tương tự như sản phẩm nổi tiếng Heroes 3. Người chơi sẽ xây thành, thu phục tướng, chinh phục các lãnh thổ bên ngoài của hệ thống cũng như những người chơi khác. Đồ họa X-Hero được giới chuyên môn đánh giá khá cao. Các hero trong game được vẽ theo phong cách chibi dễ thương, tạo cảm giác mới mẻ. Bên cạnh đó, hàng loạt tính năng mới đang được cộng đồng game thủ yêu thích được tích hợp trong game như leo rank, game một server sẽ mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới cho người chơi. Vừa rồi là những thông tin hấp dẫn nhất của làng game Việt trong tuần vừa qua. Các bạn đừng quên đồng hành với GameHub.vn và Phương Anh trong những bản tin tiếp theo được phát sóng vào tối thứ 6 hàng tuần để cập nhật thêm nhiều thông tin mới của làng game mobile Việt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!